Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 1 tháng 1, hàng chục thiết bị flycam trong quá trình điều khiển để ghi lại hình ảnh tại khu vực quận 2 và quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đều bị mất sóng với bộ điều khiển, một vài thiết bị không thể định vị và không thể quay lại nơi xuất phát. Vâng, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Kính thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 1 tháng 1, hàng chục thiết bị flycam trong quá trình điều khiển để ghi hình tại khu vực quận 2 và quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đều bị mất sóng với bộ điều khiển. Một vài thiết bị không thể định vị về nơi xuất phát và rơi xuống đất. Trong nhiều hội nhóm về flycam trên Facebook cũng liên tục xuất hiện những chia sẻ về tình huống mất flycam khi bay để quay cảnh bắn pháo hoa tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Quang Thanh, ngụ quận Phú Nhuận cho biết, khi tôi điều khiển flycam bay được 15m để chụp ảnh bắn pháo hoa thì bị mất quyền điều khiển, thiết bị flycam chỉ bay vòng vòng. Dù tôi đã cố gắng điều khiển flycam trở lại vị trí cũ, một lúc sau thì flycam rơi mất. Vâng, câu hỏi đặt ra ở đây là ai được phép sử dụng flycam? Thưa quý vị và các bạn, người chơi flycam cố tình tắt hệ thống định vị GPS để dễ dàng chụp ảnh ở nơi cấm bay. Tình trạng người sử dụng các thiết bị bay không người lái flycam, drone gia tăng, thậm chí xâm phạm vào các vùng cấm bay, làm ảnh hưởng đến an ninh và an toàn xã hội. Lực lượng chức năng đã vào cuộc để siết chặt hoạt động này. Liều mình để bay vào vùng cấm. Thưa quý vị và các bạn, như anh Đỗ Quang Thông, một chủ cửa hàng flycam trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nhu cầu sử dụng thiết bị chụp ảnh từ trên cao ngày càng nhiều. Có thời điểm cửa hàng vừa nhập một lô hàng gần 100 sản phẩm nhưng chỉ vài ngày đã bán hết sạch. Nhiếp ảnh gia Lê Quỳnh Thanh cho biết, anh hiểu rõ các quy định cấm bay nên tại nghị định 36 của chính phủ. Tuy nhiên, thủ tục cấp giấy phép gặp rất nhiều khó khăn và hạn chế trong công việc chụp ảnh. Muốn có một bức ảnh đẹp thì phải dựa trên các khoảnh khắc, trong khi quy định xin phép bay nêu rõ phải vị trí bay, khung thời gian bay và mục đích. Như vậy, mỗi giấy phép chỉ có thể sử dụng một lần bay thôi, thưa quý vị và các bạn. Theo tìm hiểu thì Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí tổ công tác đặc biệt tại bến Bạch Đằng, quận 1, sử dụng thiết bị áp trên máy bay không người lái có tên là CA-18 do Học viện Kỹ thuật Quân sự chế tạo để ngăn chặn các hoạt động của flycam nhằm tránh ảnh hưởng đến hoạt động bắn pháo hoa nhằm chào mừng năm mới. Kính thưa quý vị và các bạn, các thiết bị sẽ giảm khả năng bay vào vùng cấm, sau đó sẽ áp chế hạ xuống khu vực đã định sẵn. Qua kiểm tra ứng dụng định vị vùng cấm bay Drone Beauty, tất cả các quận ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đều thuộc khu vực cấm bay và cấm sử dụng flycam để bảo đảm đường bay lên xuống từ sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các quận huyện tổ chức thực hiện nghiêm quy định về quản lý thiết bị bay không người lái và các thiết bị bay siêu nhẹ, tăng cường kiểm tra các tổ chức cá nhân sử dụng máy bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khi đã được cấp phép. Thưa quý vị và các bạn, là khi mà muốn bay thì phải xin phép bay trước một lần. Theo như quy định tại Điều 14 Nghị định 36 năm 2008 Nghị định Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, mà flycam là đối tượng nằm trong quy định có nghiêm cấm các hành vi tổ chức hoạt động bay khi chưa có giấy phép. Kính thưa quý vị và các bạn, theo luật sư Võ Đan Mạch, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh thì phải chậm nhất 7 ngày làm việc trước ngày dự kiến bay, các tổ chức phải nộp đơn đề nghị cấp phép của Cục Tác chiến của Tổng tham mưu. Theo Điều 5, Điều 6, Nghị định 36 năm 2008 của Nghị định Chính phủ, cá nhân có thể bị phạt từ 60 triệu đồng, từ 80 đến 100 triệu đồng đối với các tổ chức, và mức phạt từ 500 đến 1 triệu đồng, đồng thời sẽ bị tịch thu phương tiện đối với các cá nhân vi phạm không làm thủ tục xin phép bay trước khi tổ chức bay sẽ bị xử phạt hành chính. Vâng ạ, xin quý vị và các bạn cùng chú ý nhé. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Quý vị đừng quên ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ kênh cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Qua video này, chúng tôi cũng mong quý vị hãy thận trọng hơn khi sử dụng flycam quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.